Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 tại Nghệ An. Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thăm và làm việc tại huyện Nghĩa Đàn. Bế mạc kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Những thông tin mới nhất trên các lĩnh vực sẽ được chuyển đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác vừa đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 tại Nghệ An. Cùng đi với đoàn có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành. Phát biểu tại buổi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng các linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và những thành công của các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn đã được tổ chức trong năm, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những kết quả đó có sự góp sức to lớn của đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung và đồng bào Công giáo giáo phận Vinh nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ủng hộ các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức tôn giáo để cùng góp phần chăm lo cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm chúc mừng dịp lễ Giáng sinh. Tòa Giám mục Giáo phận Vinh sẽ tiếp tục vận động đồng bào trong giáo xứ tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, phát huy những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, đồng hành với nhân dân xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, đến thăm hỏi và chia buồn cùng thân nhân liệt sĩ Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 là giáo dân xứ Cải Gai hy sinh khi làm nhiệm vụ trong đợt mưa lũ vừa qua. Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm một số mô hình phát triển kinh tế và làm việc với huyện Nghĩa Đàn. Cùng đi về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn đã đi thăm trang trại chăn nuôi bò sữa của tập đoàn TH, thăm nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả núi Tiên, thăm cánh đồng trồng cỏ với hệ thống tự động từ trồng trọt đến thu hoạch. Đoàn cũng đã đến thăm hợp tác xã nông nghiệp cây ăn quả mùng 1 tháng 5. Đây là mô hình ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp trong việc trồng và chăm sóc cây ăn quả. Tại các điểm đến thăm, đoàn công tác đã nghe giới thiệu khái quát về quy mô, hệ thống sản xuất, đội ngũ cán bộ, công nhân viên cũng như việc chú trọng xây dựng chuỗi vệ tinh, mô hình liên kết với người nông dân để tăng hiệu quả kinh tế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đã thông báo một số kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu sâu một số thành tựu về việc ứng dụng khoa học công nghệ cao vào nông nghiệp thời gian qua trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã ghi nhận những kết quả mà Nghệ An nói chung, huyện Nghĩa Đàn nói riêng đạt được trong thời gian qua trong việc phát triển nông nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong sản xuất nông nghiệp, cần tích cực chăm lo các điều kiện an toàn cho sản xuất, tăng cường phòng chống dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, v.v. để cùng bà con nông dân phát huy tiềm năng thế mạnh trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn, sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 25 nghị quyết kinh tế xã hội và một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển cũng như hỗ trợ một số đối tượng khó khăn. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, nội chính, tư pháp, giải quyết kiến nghị cử tri và các báo cáo liên quan. Thảo luận, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và các nghị quyết khác, tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và thống nhất đánh giá.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2020, kinh tế xã hội tỉnh nhà vẫn đạt được bước phát triển nhất định, hoàn thành 20 trên 28 chỉ tiêu chủ yếu. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021. Đồng thời, phân tích sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức để đề xuất những giải pháp quan trọng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Điểm đặc biệt của kỳ họp này là đã tiến hành phiên chất vấn theo hướng mở. Việc thực hiện kiến nghị giám sát, kết luận chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh và giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Nhiều vấn đề đã được đưa ra trên tinh thần xây dựng, chia sẻ vai trò, trách nhiệm để thống nhất các giải pháp xử lý các vấn đề nêu ra, thể hiện rõ nhận thức, trách nhiệm của người chất vấn và người được chất vấn trước Hội đồng Nhân dân, cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự báo năm 2021 vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bám sát, nắm chắc tình hình, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nêu cao trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo tiền đề vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Tin vui với bà con nhân dân huyện vùng cao Con Cuông, đó là huyện đang triển khai xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam, đoạn từ Khe Thơi đến thượng lưu cầu Chôm Lôm với chiều dài 515m, tổng số tiền đầu tư gần 17 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Việc xây kè là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng sạt lở đất diễn ra phức tạp từ nhiều năm nay, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của hơn 1.000 người dân, bảo vệ 150 ha đất sản xuất nông nghiệp và các công trình hạ tầng trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.